Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Mỹ đang lo sốt vó trước màn lội ngược dòng ngoạn mục về quân sự của Trung Quốc. Vị tướng kỳ cựu của Lầu Năm Góc cảnh báo, nếu không nỗ lực kìm hãm, thì việc Trung Quốc vượt qua Nga và Hoa Kỳ chỉ là chuyện sớm muộn. Thực hư ra sao? Quân đội Trung Quốc càng hùng mạnh, Đài Loan càng rơi vào khủng hoảng. Giới chuyên gia cho rằng, cuộc chiến ngay từ đầu đã không cân sức này sẽ khiến Đài Loan sớm dương cờ trắng xin hàng. Tại sao lại như vậy? Cũng đứng trước nanh vuốt của Trung Quốc, Ấn Độ quyết được ăn cả ngã về không, dàn hàng loạt chiến tài khủng của Mỹ ở khu vực biên giới, sẵn sàng chiến đấu không khoan nhượng. Trong khi đó, thì truyền thông Bắc Kinh tung giọng điệu diều hâu, tố New Delhi ngang ngược phản ứng thái quá khi phản đối luật biên giới của Trung Quốc. Ở diễn biến khác, Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng không tập trận hoành tráng. Mỹ hoãn cấp thử nghiệm vũ khí siêu thanh trước cuộc hội đàm với Nga. Mỹ xét xử công dân Nga tấn công mạng hàng loạt ngân hàng và cơ quan chính phủ toàn cầu. Báo động, tình trạng bạo lực tăng mạnh với người bản địa Brazil. Cảnh sát Đức tuần tra ngăn người di cư ồ ạt từ Ba Lan. Khám phá dòng sông băng nhân tạo giải quyết tình trạng khan hiếm nước ở Chile. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hôm 28 tháng 10, tướng John Hyten, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ sắp mãn nhiệm cho biết, tốc độ phát triển năng lực quân sự của Trung Quốc là đáng kinh ngạc, trong khi đó bộ máy quốc phòng của Mỹ lại đang ì ạch và quan liêu. Phát biểu trên được vị tướng đưa ra một tuần sau khi Mỹ thử nghiệm vũ khí siêu thanh thất bại và đang có mối quan hệ căng như dây đàn với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Trong đó, ông nhấn mạnh mô tả của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin rằng Trung Quốc là một mối đe dọa sắp tới của Mỹ, minh chứng là vụ thử tên lửa siêu thanh gần đây. Ông đánh giá vụ thử rất gần với khoảnh khắc Sputnik, cũng từng mang ý nghĩa thời điểm Mỹ nhận ra đối thủ đã đạt được một thành tựu vượt trội nào đó cần phải đuổi kịp. Ông viện dẫn Hoa Kỳ đã thực hiện 9 cuộc thử nghiệm siêu âm trong khoảng 5 năm qua, trong khi Trung Quốc đã tiến hành hàng trăm vụ. Đồng thời nhận định, nếu không có gì kìm hãm, thì việc Trung Quốc vượt qua Nga và Hoa Kỳ là chuyện sớm muộn. Ông Hyten nói rằng, các vũ khí siêu thanh và hạt nhân mà Trung Quốc đang chế tạo chỉ một phần nhắm đến Đài Loan. Nhìn nhận một cách đúng đắn hơn thì chúng dành cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Miller cho rằng, trên thực tế thì năng lực quân sự của Bắc Kinh còn vượt xa hơn nữa, mở rộng cả các lĩnh vực không gian, an ninh mạng và sau đó là các lĩnh vực truyền thống như hàng hải và hàng không. Tướng Hyten đánh giá, mặc dù Lầu Năm Góc đã đạt được một số tiến bộ đáng kể, nhưng trên thực tế thì Bộ Quốc phòng vẫn còn quan liêu và chậm chạp đến khó tin. Lần thử nghiệm vũ khí siêu thanh thất bại vừa qua chính là dẫn chứng củng cố luận điểm của vị tướng kỳ cựu. Ông cũng nói thêm rằng, trách nhiệm làm chậm đà tiến về quân sự của Bắc Kinh không chỉ thuộc về Washington, mà cả các đồng minh, vì vốn dĩ chỉ cần chậm một nhịp thì Bắc Kinh sẽ lật ngược ván cờ, thế trận sẽ thay đổi hoàn toàn. Sức mạnh của Trung Quốc ngày càng cải thiện, bên thấp thỏm nhất có lẽ là Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh đang muốn nuốt chửng. Mặc dù chính quyền của bà Thái Anh Văn đã nói rằng hòn đảo sẽ tự vệ cho đến ngày cuối cùng nếu Trung Quốc đại lục tấn công, nhưng giới chuyên gia cho rằng rõ ràng đây là một cuộc chiến không cân sức và Đài Bắc sẽ sớm dương cờ trắng. Tờ Wall Street Journal dẫn lời một số chuyên gia đánh giá rằng quân đội Đài Loan có sự chuẩn bị kém và tinh thần thấp. Ngoài ra, đàn ông trưởng thành ở Đài Loan không thực sự muốn đánh nhau. Bài báo tỏ ra không mấy lạc quan về việc hòn đảo sẽ đứng vững khi đối đầu với quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Đồng thời đưa ra lời khuyên rằng quân đội Đài Loan nên tăng cường rèn luyện, nâng cao năng lực quân sự thông qua các chương trình huấn luyện với Mỹ. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh bình luận, nếu các nhà chức trách mong đảng cầm quyền DPP của bà Thái Anh Văn quyết tâm chiến đấu đến cùng, thì họ có thể thay đổi hệ thống nghĩa vụ quân sự của Đài Loan bằng cách bắt buộc tất cả nam giới phải phục vụ trong quân đội như Israel, sau đó cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết và dùng phần lớn GDP làm ngân sách quân sự. Tuy nhiên, phía Trung Quốc nhận định hiện Đài Loan chỉ có 180.000 quân chủ lực. Hầu hết trong số này là dâu tây, từ dùng để chỉ những thanh niên mỏng manh, không thể chịu đựng được áp lực khi ở trong quân ngũ. Truyền thông Bắc Kinh nhận định, bà Thái Anh Văn đang ảo tưởng hiện thực hóa Đài Loan độc lập bằng cách đơn giản là dựa vào Mỹ và phương Tây. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng, DPP chỉ đang liều lĩnh để dám mạnh miệng công kích Trung Quốc đại lục, dù biết rõ năng lực quân sự trên đảo rất yếu, họ không thể chịu đựng được dù chỉ một cú đánh. Truyền thông Bắc Kinh nhận định, Đài Loan chắc chắn sẽ bại trận và sụp đổ, nhất là Hoa Kỳ. Nhiều khả năng sẽ không tham chiến mà chỉ dùng phương sách thương lượng để tránh tình trạng eo biển Đài Loan hóa thành mồ chung lính Mỹ. Hoàn Cầu Thời báo dự đoán, cuộc chiến ở eo biển Đài Loan có thể tránh được khi áp lực quân sự của Trung Quốc làm thui chột ý chí của các lực lượng ủng hộ độc lập ở đảo Đài Loan.
Tuy nhiên, khi sự kiên nhẫn của đại lục không còn, vấn đề Đài Loan leo thang đến mức chỉ có thể giải quyết bằng các biện pháp quân sự, thì việc chính quyền Đài Loan bất ngờ đầu hàng không dám chiến đấu là điều nằm trong dự đoán, tờ báo nhận định. Trung Quốc cũng là cơn ác mộng đối với nhiều quốc gia ven Biển Đông khi nước này ngang nhiên quân sự hóa các hòn đảo tranh chấp và đưa ra những yêu sách chủ quyền phi lý. Trong hội nghị thượng đỉnh Đông Á mới đây, với sự tham gia của các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và các nước khác, Chủ tịch hội nghị đã đưa ra tuyên bố về vấn đề Biển Đông. Một số nhà lãnh đạo đã bày tỏ lo ngại về việc cải tạo đất, quân sự hóa các khu vực tranh chấp cũng như những sự cố nghiêm trọng trong khu vực. Tất cả đã làm xói mòn lòng tin giữa các bên, gia tăng căng thẳng và có thể phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Chưa dừng lại ở đó, giới chức các nước còn lo ngại cảnh trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết vì thời gian qua khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nổi lửa với những màn đối đầu không khoan nhượng giữa Trung Mỹ. Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo từ châu Á-Thái Bình Dương và các nước cũng kêu gọi Trung Quốc và các bên cần tự kiềm chế, cân nhắc nhất cử nhất động để tránh phức tạp thêm tình hình và leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Không chỉ khiến Biển Đông dậy sóng, gần đây Bắc Kinh còn khói đảo khu vực biên giới với New Delhi. Trước nanh vuốt của nước láng giềng hùng mạnh, Ấn Độ đã triển khai nhiều vũ khí hạng nặng mua từ Mỹ đến vùng biên giới giáp Trung Quốc nhằm tăng sức phòng vệ khi hai bên vẫn khóa chặt mục tiêu lẫn nhau ở khu vực tranh chấp trên dãy Himalaya. Màn bày binh bố trận mới nhất của Ấn Độ là tại cao nguyên Tawan, liên kề Bhutan và Tây Tạng, một vùng đất mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền nhưng hiện do Ấn Độ kiểm soát. Địa điểm này có tầm quan trọng về quân sự và chính trị. Năm 1959, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lưu vong đến Ấn Độ thông qua một tuyến đường núi gần Tawan để tránh khỏi cuộc vây hãm của quân đội Trung Quốc. Để rồi chỉ 3 năm sau đó, chiến tranh Trung Ấn bùng nổ ác liệt tại khu vực này. Hiện giờ ở cao nguyên Tawan, Ấn Độ triển khai trực thăng Chinook do Mỹ sản xuất, thay vào đó là pháo kéo siêu nhẹ, tên lửa hành trình siêu thanh phát triển nội địa và một hệ thống giám sát đời mới. Tất cả đều giúp binh sĩ Ấn Độ bảo vệ mạnh mẽ hơn vùng biên giới giáp phía đông Tây Tạng. Các loại vũ khí được Mỹ bán cho Ấn Độ vài năm nay trong bối cảnh hai nước thắt chặt quan hệ để cùng nhau kiềm hãm sự hiếu chiến của Trung Quốc. Tuần trước, binh sĩ Ấn Độ đã hộ tống một nhóm phóng viên đến khu vực tranh chấp để nhấn mạnh về khả năng phòng vệ được tăng cường mạnh mẽ của quốc gia Nam Á. Trung tướng Manoj Pandey, tư lệnh quân khu miền Đông cho biết, áo giáp, pháo binh và yểm trợ không quân đã được kết hợp để làm cho lực lượng này trở nên nhanh nhẹn, tinh nhuệ hơn, có thể tác chiến hiệu quả hơn. Ấn Độ đã luôn tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Trung Quốc từ sau vụ đụng độ kinh hoàng ở thung lũng Gangwon vào năm ngoái, khiến ít nhất 20 lính lục quân Ấn Độ và 4 lính Trung Quốc tử vong. Hai bên tiến hành hàng chục vòng đàm phán nhưng vẫn không thể thống nhất rút quân ở các điểm nóng tranh chấp. Rajakwari Pillai Jagagopalan, chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu quan sát ở New Delhi, nhận định rằng việc quân đội Ấn Độ triển khai thêm binh sĩ và khí tài hùng hậu là vì bất bình trong những cuộc đàm phán đổ vỡ với Trung Quốc. Chuyên gia nói thêm, hai bên sẽ đón mùa đông thứ hai trong mối bất hòa sâu sắc. Và đó là lý do để Ấn Độ ra sức nâng cao năng lực chiến đấu, xây dựng cơ sở hạ tầng ở biên giới và trang bị thêm vũ khí từ các đối tác như Hoa Kỳ. Trung Quốc vừa ban hành luật mới cho phép sử dụng vũ khí ở biên giới, khiến các nước láng giềng hết sức lo ngại, đặc biệt là Ấn Độ. Arindam Bakshi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, kêu gọi, chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ tránh viện dẫn điều luật vừa ban hành để đơn phương làm thay đổi hiện trạng ở khu vực biên giới Ấn-Trung. Ông Bakshi nói thêm, Ấn Độ sẽ không chấp nhận những hành động đơn lẻ của Trung Quốc vi phạm những dàn xếp song phương mà hai nước đã nhất trí. Ngay sau tuyên bố của chính phủ Ấn Độ, truyền thông Trung Quốc tấn công ngược lại, cho rằng New Delhi phản ứng thái quá và đưa ra tuyên bố vô lý về luật biên giới của Trung Quốc. Nói rõ hơn về điều luật, nó có tên chính thức là luật biên giới đất liền, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua ngày 23 tháng 10. Luật quy định quân đội và cảnh sát vũ trang Trung Quốc có nhiệm vụ canh giữ biên giới chống lại mọi hành động xâm lược, lấn chiếm, xâm nhập khiêu khích. Đồng thời, quân đội và cảnh sát Trung Quốc được phép sử dụng vũ khí. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sau khi New Delhi bày tỏ lo ngại luật mới sẽ khiến Trung Quốc hành động quyết liệt hơn ở khu vực tranh chấp, phía Bắc Kinh cũng đã lên tiếng. Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc dẫn lời Phó Giáo sư Khoang Sầu Lăng từ Trường Đại học Luật và Khoa học Chính trị Tây Bắc cho rằng những lo ngại của Ấn Độ không có cơ sở pháp lý vì điều luật mới không nhằm giải quyết vấn đề biên giới Ấn-Trung. Bà Quang cũng tham gia vào nhóm soạn luật mới và khẳng định nó phù hợp với luật pháp quốc tế vì mỗi quốc gia đều có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình. Phó giáo sư chỉ ra, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã không tấn công về nền tảng pháp lý của điều luật. Chuyên gia nói thêm, những lo ngại của Ấn Độ không có nền tảng pháp lý vững chắc, chỉ đơn thuần là tuyên bố phục vụ lợi ích chính trị và đối ngoại. Bà Quang cảnh báo, Ấn Độ dường như đang bị ám ảnh sợ hãi Trung Quốc và vơ đũa cả nắm. Điều này có thể gây khó khăn cho đàm phán giải quyết vấn đề biên giới hai nước. Dù vậy, Thời báo Hoàn Cầu cũng thừa nhận, việc thông qua luật mới vào thời điểm nhạy cảm là vòng đàm phán thứ 13 thất bại giữa tướng lĩnh hai nước đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông Ấn Độ. Tờ Indian Express
dẫn luôn một quan chức quân đội, nói tại sao Trung Quốc lại thông qua luật mới giữa lúc căng thẳng. Họ rõ ràng đang gửi thông điệp cứng rắn tới Ấn Độ. Báo Hindustan Times hôm thứ Tư cũng có bài xã luận với tựa rằng tại biên giới, Ấn Độ phải luôn cảnh giác. Bài viết khẳng định điều luật mới thể hiện Trung Quốc sẽ không bao giờ lùi bước về tranh chấp biên giới. Liên quan đến quan hệ Nga-Trung, tờ Politico hôm thứ Năm ngày 28 tháng 10 dẫn một báo cáo cho biết Nhà Trắng hồi tháng 6 đã yêu cầu Lầu Năm Góc hoãn kế hoạch thử nghiệm tên lửa siêu thanh ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Báo cáo viết, một quan chức cấp cao Nhà Trắng liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu hoãn cuộc thử nghiệm chỉ vài ngày trước cuộc gặp hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga để tránh gây thêm căng thẳng. Tuy nhiên, mới đây, một phát ngôn viên Nhà Trắng đã bác bỏ tin tức này, còn Bộ Quốc phòng từ chối bình luận. Mỹ đã thử nghiệm ít nhất 3 loại vũ khí siêu thanh, đó là vũ khí tấn công nhanh phi hạt nhân của Hải quân, vũ khí siêu thanh tầm xa của Lục quân và hệ thống ARRW của Không quân. Chính phủ Mỹ từng xác định mục tiêu sở hữu khả năng tấn công bằng vũ khí siêu thanh vào đầu thập niên 2020. Một công dân Nga vừa hầu tòa Liên bang Mỹ vào hôm thứ Năm ngày 28 tháng 10 sau khi bị dẫn độ từ Hàn Quốc về Ohio để đối mặt với các cáo buộc tấn công mạng. Cụ thể, bị cáo là Vladimir Duhayev, 38 tuổi, một thành viên trong tổ chức tội phạm mạng sử dụng phần mềm Trojan và Ransomware, có tên là Trickbot, theo Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Phó Tổng trưởng lý Lisa Monaco nói rằng, Trickbot đã tấn công doanh nghiệp và các nạn nhân trên toàn cầu, ảnh hưởng đến hàng triệu máy tính, thông qua việc trộm cắp dữ liệu và tống tiền. Danh sách nạn nhân bao gồm mạng lưới trường học, ngân hàng, cơ quan chính phủ, các công ty trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, năng lượng và nông nghiệp. Theo cáo trạng, từ tháng 11/2015 đến tháng 8 năm ngoái, Trainer và đồng bọn đã cùng nhau đánh cắp tiền và thông tin mật, phá hoại hệ thống máy tính của các cá nhân, tổ chức tài chính, thực thể chính phủ và doanh nghiệp trên toàn cầu. Bị cáo còn sử dụng thông tin riêng tư đánh cắp được để truy cập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến, chuyển tiền phi pháp và rửa tiền thông qua các tài khoản ở Mỹ và các nước khác. Trainer bị dẫn độ từ Hàn Quốc về Mỹ vào ngày 20 tháng 10. Hiện y phải đối mặt với các tội âm mưu lừa đảo trực tuyến và đánh cắp danh tính, âm mưu lừa đảo ngân hàng, âm mưu rửa tiền và nhiều tội nghiêm trọng khác. Cũng liên quan đến Nga, nước này vừa tổ chức diễn tập phòng không hoành tráng trong bối cảnh bất hòa sâu sắc với NATO. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm ngày 28 tháng 10, binh sĩ phòng không Nga đã thực hiện phóng tên lửa đất đối không sử dụng các hệ thống S-300V4, Buk-M3 và Tor-M2. Được biết, 5 đơn vị tên lửa chống tiêm kích đã cùng thực hiện cuộc diễn tập quy mô lớn ở vùng Astrakhan. Theo Bộ Quốc phòng, cuộc diễn tập nhằm chống lại tên lửa ngầm ngắn, trung và xa của kẻ thù trong kịch bản không chiến xảy ra. Binh sĩ Nga thực hiện phóng thử để làm quen và sử dụng thành thục hơn các loại vũ khí tiên tiến. Các đơn vị tên lửa chống tiêm kích thuộc chiến khu phía Nam, Tây và Đông của Nga đã thực hiện chống trả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, chống lại tiêm kích và dàn máy bay không người lái của kẻ thù giả định. Cuộc tập trận bao gồm hơn 1.000 binh sĩ và 300 loại khí tài, tất cả mục tiêu chỉ định đều bị bắn hạ sạch sẽ, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Nga và NATO gần đây cắt đứt quan hệ ngoại giao. Và theo ước tính của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, lực lượng tuyến đầu của NATO đã tăng từ 25.000 lên tới 40.000 binh sĩ dọc biên giới Nga. Mặt khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm tuần trước cũng đã phát biểu cứng rắn, cáo buộc Mỹ mở đường cho Ukraine gia nhập NATO. Theo ông Putin, dù nước Đông Âu chưa gia nhập Liên minh phương Tây ở thời điểm hiện tại, NATO cũng đã tăng cường triển khai quân sự ở Ukraine, tạo ra hiểm họa đối với Liên bang Nga. Ngày mai, tên lửa có lẽ sẽ xuất hiện gần Kharkov. Chúng ta sẽ phải ứng phó như thế nào? Họ đang đặt tên lửa ngay dưới mũi chúng ta, ông Putin tuyên bố. Kharkov là thành phố lớn thứ nhì Ukraine. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, trong cuộc họp báo hôm 28 tháng 10, khi được hỏi về tình hình Myanmar, quốc vương Brunei Hassanan Bolkiah, đồng thời cũng là chủ tịch ASEAN cho biết Myanmar là một phần không thể thiếu của đại gia đình ASEAN và tư cách thành viên của nước này trong khối là điều không thể bàn cãi. Bất chấp việc chính quyền quân sự nước này đã bị tước tư cách đại diện trong hội nghị thượng đỉnh của khu vực mới đây do hành động đảo chính hồi tháng 2. Động thái quyết liệt này của ASEAN là chưa từng có tiền lệ, nhưng theo các quốc gia thành viên, điều đó là hoàn toàn cần thiết trong việc khôi phục nền dân chủ và tránh tái diễn các tình trạng tương tự trong tương lai ở Myanmar, quốc gia có thâm niên trong việc quân trị. Việc Myanmar có sớm trở lại sân chơi ASEAN trong tương lai hay không tùy thuộc vào diễn biến chính trị ở nước này. Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Amtallah cho biết không ai có thể trả lời câu hỏi đó ngoại trừ người dân Myanmar. Campuchia, quốc gia chủ tịch ASEAN năm tới, cho biết sẽ gây áp lực buộc chính quyền quân sự Myanmar phải tuân theo các thỏa thuận với ASEAN nếu không muốn bị tiếp tục cô lập.
Mới đây, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhon cảnh báo Myanmar đang trên bờ vực nội chiến và hứa sẽ cố gắng làm mọi cách để duy trì trật tự tại quốc gia 54 triệu dân này. Liên quan đến tình hình Sudan, mới đây Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc cho biết họ đã gia tăng sức ép lên chính quyền quân sự nước này, đồng thời yêu cầu chấm dứt mọi hành vi vi phạm nhân quyền. Sau các cuộc đối đầu giữa quân đội và người biểu tình hôm 28 tháng 10 khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, Liên Hợp Quốc cũng cho biết Hội đồng Bảo an gồm 15 quốc gia thành viên đã đồng loạt lên án vụ việc đảo chính, đồng thời gọi đây là hành động vi hiến và vi phạm quyền con người. Cùng với đó, Hội đồng Bảo an cũng cho biết các biện pháp trừng phạt đã được soạn thảo và sẽ áp dụng trong thời gian tới nếu tình hình không được cải thiện. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết Washington đã yêu cầu chính quyền quân sự Sudan phải chấm dứt mọi hành vi đàn áp người dân, đồng thời phải khôi phục lại nền dân chủ nếu không muốn tiếp tục với các biện pháp trừng phạt quyết liệt hơn. Trước đó, Hoa Kỳ đã tạm đình chỉ gói viện trợ 700 triệu đô la Mỹ dành cho Sudan và cảnh báo rằng nước này sẽ ra đòn mạnh tay hơn nếu tình hình xấu đi. Thông điệp của Mỹ gửi đến các nhà chức trách quân sự Sudan là rất rõ ràng, rằng người dân Sudan phải được phép biểu tình một cách hòa bình và chính phủ dân cử phải được khôi phục. Những sự kiện trong những ngày gần đây là một bước lùi nghiêm trọng, nhưng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Sudan và đấu tranh chống lại bạo lực đàn áp. Ông Biden nói, sáng 29 tháng 10, các cuộc biểu tình đã đồng loạt nổ ra khắp các nẻo đường thành phố Khartoum sau một thời gian ngắn tạm lắng. Các nhân chứng cho biết lực lượng quân đội đã nổ súng vào người dân và khiến rất nhiều người bị thương và thiệt mạng. Và tối qua 28 tháng 10, tướng Abdel Fattah al-Burhan cho biết các cuộc tham vấn đang được tiến hành nhằm chọn một thủ tướng mới thay thế cho ông Hamdok bị lật đổ vừa qua. Tuy nhiên, đa phần người dân nước này đều không đồng tình với quyết định này và yêu cầu trả tự do cho ông Hamdok đồng thời khôi phục lại chính phủ. Bên cạnh đó, nội các dưới thời chính quyền trước đó cũng đã lên tiếng bất tuân và không phục tùng mệnh lệnh của chính quyền quân đội, đồng thời từ chối chuyển giao nhiệm vụ. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Yasser Abbas cho biết một nhóm các bộ trưởng của chính phủ đã cố gắng liên lạc với ông Hamdok vào thứ Năm nhưng bị quân đội ngăn chặn. Trong một động thái nhằm làm dịu tình hình, đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Sudan Volker Perthes đã đề nghị làm trung gian cho đối thoại giữa tướng Burhan và thủ tướng Hamdok nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị đang có nguy cơ trở thành nội chiến. Bạo lực đối với người thổ dân bản địa Brazil đã tăng vọt trong năm ngoái do tranh chấp đất đai, xâm phạm vùng đất bảo tồn và chính phủ thất bại trong bảo vệ thổ dân. Đó là báo cáo của Hội đồng Truyền giáo bản địa công bố vào hôm thứ Năm ngày 28 tháng 10. Báo cáo thường niên nêu rõ, bạo lực đối với hậu duệ người bản địa Brazil tăng mạnh, ghi nhận 182 vụ án mạng vào năm 2020 so với 113 vụ vào năm 2019, nghĩa là đã tăng tới 61%. Báo cáo chỉ trích chính phủ thất bại trong bảo vệ cộng đồng thổ dân, hơn nữa còn ban hành luật mới gây tàn phá khu bảo tồn của người dân bản địa, mở đường cho khai thác khoáng sản, dầu khí và xây đập thủy điện. Tổng thống Jair Bolsonaro đã tuyên bố không giao thêm một tấc đất nào cho cộng đồng bản địa. Ông nhận được ủng hộ từ các bên khai thác nông nghiệp. Ngược lại, những người chỉ trích cho rằng phát ngôn của tổng thống đã dẫn đến nạn khai thác trái phép khoáng sản, phá rừng và xâm chiếm khu vực bảo tồn. Mặt khác, người dân bản địa không được bảo vệ đúng mức trước COVID-19, với 800 người đã tử vong trong các khu bảo tồn, chưa kể những người thổ dân chuyển đến thành phố sinh sống. Brazil hiện có khoảng 900.000 người bản địa, nhưng 1/3 đã rời khỏi quê hương đến sống ở đô thị. Tình trạng người di cư từ Belarus đi tới Ba Lan, sau đó vượt biên vào Đức đang ngày càng gia tăng. Vì vậy, cảnh sát Liên bang Đức đã tiến hành tuần tra hàng ngày ở biên giới. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết tình hình mỗi lúc một căng thẳng hơn, vì vậy chúng tôi phải liên tục kiểm tra và tìm kiếm người tị nạn ở biên giới. Trong vài tuần gần đây, hàng ngàn người bao gồm trẻ em, chủ yếu đến từ Trung Đông, Châu Phi và Afghanistan, đã nỗ lực nhập cảnh trái phép từ Belarus vào Ba Lan, sau đó đến Tây Âu. Các tổ chức nhân đạo bày tỏ lo ngại về điều kiện sống khốn cùng của người di cư ở biên giới giữa mùa đông khắc nghiệt. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, Ba Lan đã vi phạm luật pháp quốc tế khi làm mọi cách ngăn cản dòng người nhập cư, bỏ mặc họ giữa đói rét, dẫn tới nhiều trường hợp tử vong. Đáp lại, Ba Lan khẳng định họ không làm sai luật quốc tế, mà chỉ muốn kiểm soát làn sóng di cư ồ ạt. Đặc biệt là những người này không muốn ở lại Ba Lan mà chỉ đang trên đường tới Tây Âu. Liên minh châu Âu EU cũng cáo buộc Belarus khiến tình hình trầm trọng hơn khi khuyến khích di cư để gây áp lực cho khối nhằm đáp trả những đòn trừng phạt của Brussels đối với Minsk về ngược đãi nhân quyền. Cảnh sát Liên bang Đức cho biết người tị nạn không hề lẩn trốn lực lượng chức năng, trái lại sau khi băng qua cây cầu nối giữa Ba Lan với thành phố Frankfurt, họ muốn được cảnh sát phát hiện để có thể xin tị nạn ở Đức. Trong lúc bài toán di cư vẫn nan giải, Đức đang triển khai 800 cảnh sát ở biên giới với Ba Lan, cố gắng kiềm chế dòng người vượt biên tới châu Âu. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer nói vào hôm 24 tháng 10, ông cho biết thêm gần 6.200 người tị nạn trái phép đã đến Đức từ Ba Lan năm 2021. Đây
là một đoạn phim ngắn do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP chiếu tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm 28 tháng 10, truyền tải thông điệp của chiến dịch Đừng chọn tuyệt chủng. Trong video, một con khủng long tên Frankie đã kêu gọi các quốc gia có những hành động thiết thực và quyết liệt để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu. Mỗi năm, các chính phủ chi hàng trăm tỷ đô la cho các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch, tức hạn chế mức chi phí than đá, dầu và khí ga cho người tiêu dùng, một điều dẫn đến nguy cơ diệt vong của trái đất. Trong khi nhiều người trên thế giới đang sống trong cảnh nghèo đói, các bạn không nghĩ rằng việc giúp đỡ họ sẽ có ý nghĩa hơn là đổ tiền để đổi lấy sự diệt vong của toàn bộ giống loài mình hay sao? Frankie nói. Được biết đây là bộ phim đầu tiên được thực hiện bên trong hội trường Đại hội đồng bằng hình ảnh do máy tính tạo ra CGI. Bộ phim được lồng tiếng bởi những người nổi tiếng trên toàn cầu với nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm diễn viên Jack Black, tiếng Anh, Aiza Gonzalez, tiếng Tây Ban Nha, Nicolas Coster-Wander, tiếng Đan Mạch và Aisa Maiga, tiếng Pháp. Đây là những dòng sông băng nhân tạo được các chuyên gia từ Chile tạo nên. Số lượng những dòng sông băng như thế này đang ngày một tăng lên trên dãy Andes băng giá của nước này như một phần của kế hoạch giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và bảo tồn nguồn nước trong khu vực. Kế hoạch này có tên là dự án Nilas. Các chuyên gia đã sử dụng công nghệ được phát triển ở Ấn Độ. Theo đó, họ dùng những dòng sông băng để lưu trữ nước mưa từ những trận mưa vào đầu mùa đông, sau đó sử dụng nguồn nước này cho những tháng hè khô hạn. Dự án Nilas đã xây dựng các dòng sông băng nhân tạo ở Cajón del Maipo, khu vực núi phía đông nam thủ đô Chile. Mục tiêu dự án là dự trữ 100 triệu lít nước vào năm tới trong 50 bão tháp có cấu trúc giống như hình nón. Giám đốc dự án Nilas, Enrique Chulona cho biết, chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp thực sự cho phép bảo vệ nguồn nước này trong một thời gian dài hơn trong dãy núi để có thể cung cấp nó xuống hạ lưu cho các cộng đồng dân cư. Nhờ Nilas mà nước luôn có sẵn, giải quyết cuộc khủng hoảng trầm trọng ở Chile nói riêng và thế giới nói chung. Chile, quốc gia đang sản xuất và xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới, đã chìm trong đợt hạn hán nghiêm trọng trong nhiều năm. Thời gian qua, các nhà nghiên cứu đã liên tục cảnh báo về tình trạng các dòng sông băng trên dãy Andes đang dần bị xóa sổ do biến đổi khí hậu. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!